Sau thành công của Jipu, nhiều nghệ sĩ Việt Nam tham gia game show Trung Quốc. Sau thành công của Jipu tại chương trình Đạp Gió, Hương vị Trung Hoa, nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng mạnh dạn tham gia các game show Trung Quốc. Trước đó có Lily, hiện tại Đăng Quân cũng xác nhận thi Sweet China mùa 6. Việt Nam tiếp tục có những nghệ sĩ được mời tham gia game show Trung Quốc. Thời gian qua, Jipu đang là cái tên được gây chú ý khi xuất hiện tại các game show của Trung Quốc. Theo đó, nữ ca sĩ ghi dấu ở các chương trình Đạp Gió, Hương Vị Trung Hoa, Xin Chào Thứ Bảy. Với Đạp Gió, cô giành top 6 Trung cuộc và có cơ hội ra mắt trong một nhóm nhạc ở Trung Quốc. Riêng với Hương Vị Trung Hoa, cô cũng là nghệ sĩ có chiến thắng Trung cuộc với số huy hiệu giành được cao nhất trong các khách mời tham gia. Thời điểm Chipu tham gia các game show Trung Quốc, Lily cũng là cái tên gây chú ý khi được mời thi sâu âm nhạc The Next Stage 2023 được tổ chức bởi đài Tencent Trung Quốc là giọng ca tài năng, sở hữu giọng hát ngọt ngào, khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ, Lily cũng đều gây ấn tượng tại đất nước tỷ dân. Lily được khán giả Việt ủng hộ nhiệt tình vì khả năng từ ca hát tới sáng tác của Lily đều được công nhận. Hơn hết, chương trình nữ ca sĩ tham gia cũng chuyên về âm nhạc và giọng hát hơn nên cô không vướng phải những ý kiến tiêu cực khi lần đầu thử sức ở Trung Quốc. Tuy nhiên, không được như Chi Pu, cô dừng chân khá sớm ở cuộc thi này. Ngày 27 tháng 10, Đăng Quân cho biết anh sẽ tham gia làm thí sinh của cuộc thi Sweet Dance China 16. Đăng Quân từng đoạt ngôi vị quán quân của hàng loạt cuộc thi nhảy đình đám với các thành tích đáng nể. Quán quân Việt Nam Got Thailand 2012 khi chỉ mới 12 tuổi. Quán quân So Thinh You Can Dance 2016. Quán quân Sweet Dance Việt Nam 2022. Ở Sweet Dance Việt Nam mùa đầu tiên, chàng trai đăng quân Tim Chipu đã giành chiến thắng để thuyết phục với khả năng biên đạo kỹ thuật điêu luyện đa dạng phong cách gồm dance pop, hip hop, popping, đương đại. Dù đã đạt được nhiều giải thưởng khi còn trẻ, chàng trai nghị lực vẫn luôn nâng cao trình độ bản thân bằng cách học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, trao dồi kỹ năng biểu diễn. Anh khiến mọi người bất ngờ khi mạnh dạn tham gia nghênh chiến ở thị trường Trung Quốc. Đăng quân cho biết anh khá áp lực vì trình độ của các thí sinh nước bạn gần như đã đạt đến một tầm cao mới bên cạnh đó họ cũng rất sáng tạo và chuyên nghiệp vì vậy dù đã chuẩn bị kỹ càng đăng quân không đặt mục tiêu cụ thể để tạo áp lực cho bản thân anh cố gắng làm hết sức chơi hết mình học hỏi từ các thí sinh nước bạn và trải nghiệm nhiều nhất có thể trong hành trình mới đây là cuộc thi nhảy nổi tiếng bậc nhất ở trung quốc và cũng là nơi quy tụ các thí sinh trên toàn thế giới vì sự đầu tư chỉnh chu hoành tráng lẫn giản captain dẫn đội shidan china mùa 6 càng hấp dẫn hơn khi có ba đội trưởng đỉnh đám jay park Đinh Trình Hâm, Ngô Kiến Hào, cuộc thi được tổ chức và sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 28 tháng 10. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.